xe ben chúng ta dùng để chở cát nha các bạn. Rồi xúc cát lên xe ben. Xúc cát lên xe ben nha. Trời ơi, đổ đất cát xuống nè. Hay không các bạn? Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mời các bạn cùng đi tìm những món xe đồ chơi với mình nha. Lúc nãy chúng ta vừa xem chiếc xe cẩu múc cát làm việc, bây giờ chúng ta cũng sẽ làm việc là đào cát ở đây để tìm những chiếc xe đồ chơi nha. Hey, ở đây chúng ta có những cái công cụ. Đây, đây là cái cào các bạn ơi. Đây cái cào. Bây giờ chúng ta sẽ cào cái trái banh này ra, rồi chúng ta sẽ đào tìm ở đây các bạn ơi. Thôi, mình đào ở đây, mình thấy có một cái chiếc xe rồi nè các bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Đây là công cụ của chúng ta nha. Chúng ta sẽ dùng công cụ này đi đào tìm những chiếc xe. Đây là một chiếc xe nè các bạn ơi. Rồi mình sẽ tiếp tục nha. Rồi mình dùng cái xẻng nha các bạn. Cái xẻng. Đây mình sẽ đào cái trái bánh này ra. Ở đây các bạn ơi, ở đây có một cái chiếc xe nữa nè các bạn. Wow, chiếc xe này còn mới luôn các bạn ơi. Rồi mình sẽ lấy ra đây nha. Tiếp tục các bạn ơi. Mình sẽ đào ở đây. Ở đây có một cái trái banh này các bạn. Mình sẽ đào cái banh này ra. Nè 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 các bạn. Ở đây có một chiếc xe nữa nè. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ mở những chiếc xe này ra xem nha các bạn. Đây, đây là chiếc xe gì đây? Các bạn ơi, đây là chiếc xe cẩu múc cát nè các bạn. Chiếc xe cẩu múc cát rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Các bạn thấy không, xe cẩu múc cát rất là đẹp luôn nè. Xe cẩu múc cát dùng để múc cát nha. Múc cát bên này nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ múc cát nè. Múc cát nha. Tiếp theo các bạn ơi, mình sẽ mở chiếc xe này ra xem luôn nha. Đây là xe gì đây các bạn? Đây là xe này, là xe chở xăng các bạn ơi. Đây là xe chở xăng nha. Xe chở xăng nhìn đẹp không các bạn? Wow, rất là đẹp luôn. Chúng ta có thể mở chỗ này ra các bạn. Chúng ta cho xăng vào chỗ này nè, rồi xe chúng ta sẽ chạy đi đến những cây xăng để giao xăng nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Đây còn chiếc xe này. Đây là cũng là một chiếc xe chở xăng luôn các bạn ơi. Xe chở xăng này khác màu với chiếc xe chở xăng kia nha. Nhìn cũng rất là đẹp luôn nè các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Xe bồn chở xăng sẽ đi tiếp nhiên liệu xăng nha các bạn. Tiếp nhiên liệu xăng cho những chiếc xe này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi đào tìm những chiếc xe đồ chơi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ qua đây. Đây có chiếc banh nè các bạn. Đây chiếc banh màu đỏ nè. Bây giờ mình sẽ lấy chiếc banh màu đỏ ra mình đào nha các bạn. Các bạn ơi, mình đào ra mình thấy đây có gì nữa nè các bạn. Đây còn chiếc banh nữa các bạn ơi. Đây còn chiếc banh nữa nè. Vậy mình đào vòng vòng đây mình kiếm coi. Ở đây còn xe không các bạn? Đây có một chiếc xe nè các bạn ơi. Ở đây có cái xẻng bự hơn nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái xẻng bự hơn mình đào nha. Wow, trong cái núi cát này có nhiều chiếc xe quá các bạn ơi. Đây là xe gì đây? Bây giờ mình sẽ mở ra xem nha các bạn. Này là xe. Các bạn ơi, xe này xe cần cẩu các bạn ơi. Nè, xe cần cẩu đẹp quá các bạn. Xe cần cẩu rất là đẹp luôn. Cái cần cẩu đó các bạn. Đưa cao được các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cẩu cái đồ cào cát nè các bạn. Các bạn thấy hay không? Cái đồ cào cát chúng ta đưa được cẩu lên nè. Đây là xe cần cẩu nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục đào tìm nha các bạn. Rồi mình sẽ đào tìm tiếp các bạn ơi. Ở như cái núi cát này không biết còn xe đồ chơi không các bạn. Rồi ở đây hết rồi các bạn ơi. Mình đảo đây không thấy các bạn ơi. Đảo đây không thấy các bạn. Ôi các bạn ơi, mình lại thấy có chiếc xe gì nè các bạn ơi. Có một chiếc xe nữa các bạn. Xe gì nè các bạn ơi. Đây. Chiếc xe gì nè các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cảnh sát các bạn ơi. Xe cảnh sát nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra cho bạn cùng xem nha. Xe cảnh sát các bạn ơi. Xe cảnh sát đẹp các bạn.
Wow, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nè, xe cảnh sát nhìn rất là đẹp luôn nha. Xe cảnh sát á, thì chúng ta dùng để đi bắt tội phạm nha các bạn. Xe cảnh sát dùng để chở cảnh sát đi bắt tội phạm nha. Xe cảnh sát rất là đẹp luôn nha. Rồi, xe chúng ta có thể vặn được cái dây cót đó các bạn. Nè, bây giờ mình sẽ vặn dây cót cho bạn cùng xem nè nha. Rồi, bây giờ xe vặn dây cót xe chạy đó nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ để xe cảnh sát đây luôn các bạn. Để xe cảnh sát đây nha. Rồi mình sẽ tiếp tục đào các bạn ơi. Ồ, ở đây có cái cào các bạn. Ôi, các bạn ơi, nè nè nè, mình cào ra mình thấy có cái gì nè các bạn. Nè, có một chiếc xe nữa các bạn ơi. Rồi mình sẽ lấy cái chiếc xe này ra coi nha. Các bạn ơi, đây là chiếc xe này xe gì đây? Bây giờ để mình mở ra cho bạn cùng xem nha. Đây là xe gì đây các bạn? Mở ra xem nào. Đây là một chiếc xe cẩu mút cát các bạn ơi. Nè, đây là xe cẩu mút cát nha. Một chiếc xe cẩu mút cát nhỏ nhìn đẹp quá các bạn ơi. Mút cát nha. Wow, đẹp quá các bạn. Xe tan là xe đẹp không các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ để xe cẩu mút cát đây nha. Rất là nhiều chiếc xe luôn các bạn. Rồi, bây giờ đây trái banh mình sẽ bỏ qua bên. Rồi mình sẽ dùng cái xẻng này các bạn. Mình đào. Mình đào tìm coi ở đây còn không các bạn. Ở đây không biết còn không ha. Rồi, bên này có trái banh nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy trái banh này ra nha. Đợi trái banh này ra. Rồi, ôi các bạn ơi, nè nè nè, ở đây có một món xe nè các bạn ơi. Nè, đây có món xe nè. Đây là xe gì đây các bạn ơi? Đây xe ben các bạn ơi. Xe ben. Bây giờ mình mở ra cho bạn cùng xem nha. Xe ben các bạn. Nè. Một chiếc xe ben đẹp quá các bạn ơi. Wow, xe ben này nhìn rất là đẹp luôn nha. Cái thùng ben nè các bạn. Đầu cabin nè, cabin nhìn rất là đẹp luôn. Có còi xe nè các bạn. Xe ben chúng ta dùng để chở cát nha các bạn. Xe ben sẽ làm việc với những chiếc xe trộn bê tông. Bây giờ mình sẽ dùng cái xẻng xúc cát các bạn. Đây, mình xúc cát lên xe ben nha. Xúc cát lên xe ben. Wow, hay quá các bạn ơi. Rồi, xúc cát lên xe ben. Xúc cát lên xe ben nha. Sau đó xe ben sẽ chạy đi đổ đất cát nha các bạn. Rồi đổ đất cát xuống nè. Hay không các bạn. Rồi chiếc xe này nữa. Đổ đất cát xuống nè. Rất là hay luôn. Bây giờ mình sẽ để chiếc xe ben ở đây nha. Để xe ben trong này. Rồi mình sẽ tiếp tục đào tìm tiếp các bạn ơi. Rồi đào tìm coi còn xe không. Đào đây. Ở đây có trái banh. Có trái banh. Nhưng mà chưa thấy xe các bạn ơi. Mình đào tìm tiếp nha. Không có thấy xe các bạn ơi. Wow. Ở trên này nè các bạn ơi. Ở trên này có cái dụng cụ nữa các bạn. Mình sẽ lấy cái dụng cụ mình đào nha. Rồi mình đào trái banh xuống. Ôi các bạn ơi. Có gì nè các bạn ơi. Có chiếc xe các bạn ơi. Có chiếc xe. Đây xe gì đây các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho bạn cùng xem nha. Có chiếc xe gì đây. Mở ra xem nào. Đây là chiếc xe trộn bê tông các bạn ơi. Đây một chiếc xe trộn bê tông nha. Xe trộn bê tông nhìn rất đẹp luôn. Xe trộn bê tông. Xe trộn bê tông nhìn đẹp các bạn. Nhìn rất đẹp luôn đúng không. Cái bồn trộn bê tông nè. Chiếc đầu xe nè. Rồi xe chở bê tông sẽ đi làm việc cùng với lại xe ben nha. Xe chở bê tông đi làm việc cùng xe ben nha. Mình sẽ để xe chở bê tông ở đây đây. Rất là nhiều xe luôn nha các bạn. Ở đây còn ba trái banh nữa các bạn ơi. Còn ba cái dụng cụ nữa. Bây giờ mình sẽ lấy cái dụng cụ mình đào tìm tiếp nha. Đào tìm tiếp nào. Rồi đào trái banh này ra các bạn. Ôi các bạn ơi, ở trái banh này có một cái chiếc xe nữa các bạn ơi. Đây. Đây là chiếc xe này ha, xe cảnh sát nữa các bạn ơi. Một chiếc xe cảnh sát nữa các bạn. Rồi, mở ra coi. Coi chiếc xe cảnh sát đẹp không nha. Xe cảnh sát nhìn cũng rất là đẹp các bạn. Nè, các bạn thấy không? Xe cảnh sát nhìn rất đẹp luôn nha. Xe cảnh sát màu trắng. Nhìn đẹp quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho xe cảnh sát này ở đâu các bạn? Cho xe cảnh sát này ở đây đi nha. Rồi, cho xe cảnh sát đây đi. Rồi mình sẽ dùng cái dụng cụ này các bạn. Cái xẻng này mình đào cho bạn này ra. Rồi mình đào nha các bạn. Các bạn ơi, mình đào thấy gì nè các bạn ơi. Nè, sáng lên, đào lên. Đây, đây là xe gì đây các bạn.
Đây là xe gì đây? Bây giờ mình sẽ mở ra xem nào. À, đúng rồi, đây là xe trộn bê tông các bạn ơi. Ở cái đám cát này, hôm nay chúng ta tìm được rất nhiều món xe đồ chơi luôn. Xe trộn bê tông nhìn rất là đẹp nha, màu sắc rất đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ để xe trộn bê tông ở bên này nha các bạn. Tiếp tục các bạn ơi, còn một cái banh và một dụng cụ duy nhất. Bây giờ mình sẽ đào cái banh này ra. Rồi, mình cào ra. Đây, một chiếc xe nữa nè các bạn ơi. Wow, đây là xe gì đây? Bây giờ mình sẽ mở ra cho bạn cùng xem nha. Rồi, mở ra đây nào. Đây là một chiếc xe ben nữa các bạn ơi. Xe ben này đẹp quá các bạn. Xe ben đẹp các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xúc cát lên xe ben nha. Xúc cát lên xe ben. Đẹp không các bạn? Rồi, cho xe ben chạy. Rồi, đổ cát xuống. Hay quá các bạn ơi. Hôm nay chúng ta tìm được rất là nhiều chiếc xe đồ chơi luôn đúng không các bạn? Nhờ có những cái công cụ này, chúng ta đã đào tìm được rất là nhiều chiếc xe đồ chơi luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 chiếc xe luôn các bạn ơi, đẹp quá à. Nhưng mà các bạn ơi, bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà học bán cớp và làm bài tập rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo.